Rồi, em xin chào tất cả anh em nha. Nay em sẽ quay review giới thiệu cho mấy anh em mình xem một dòng máy Isuzu C240. Con này phải nói là tuyệt đỉnh luôn anh em. Cực kỳ mới luôn, mới từng chi tiết luôn nè. Đó, anh em nhìn nắp chụp cò nè, nước nhôm nó còn mới tinh luôn. Đây Isuzu đóng chưa nổi luôn nha. Con này phải nói là xuất sắc luôn này, nó có cái cọc số Amaya nè. Rồi giờ anh em mà chơi vô chạy mấy cái gì đó thì có Amaya sẵn luôn nha. Mà nó xài bét lớn nha, nè chưa có dấu mỏ luôn, bét rồi bảy màu hết, bét lớn heo đầm luôn. Made in Japan nha anh em. Đó, ốc nè. Bảy màu mới lên can luôn. Con này là cơm lê bô e bô lửa đầy đủ nha anh em. Đây. Lốc đóng C240, con này là công suất nó tầm 40 ngựa nha anh em. Đây luôn nè, đầy đủ hết, mới tinh luôn. Đó. Máy này là bao hơi cho anh em luôn. Đó, anh em thấy không, bên trong là ốc còn 7 màu luôn nè, còn mới tinh luôn nè. Con này chân chẳng đầy đủ hết nha. Đây chân chẳng đầy đủ hết. Hết bình thôi, bình thôi ai mấy. Thôi à. Ngoài bình tụi em đem đi giao mấy tiện cho ta rồi đề hả đi sao mới giao. Tết nổ đi rồi. Hết bình hả? Cái lượt nhớt nè, mới tinh luôn. Hết bình hả, hết bình hả. Tiền nào qua mua mà giải đi. Phải nói nổ cực kỳ lực luôn em. Rồi bác là phải khó dữ luôn. Nổ y như cái dầu luôn á. Đúng rồi, nổ y như một cái máy dầu lên em. Quá mạnh luôn. Còn này mà anh em dời tháo này ra ha, không xài Amaya nữa mà rác lên chạy dò lại thì thôi khỏi chơi luôn, đến ga phát là giỏ đầu anh em. Bỏ phải nói cực kỳ im ru luôn. Dạ hay ga nè anh em, kéo thoải mái luôn. Con này phải nói giờ là xuất sắc luôn. Bỏ máy nổ cực kỳ mạnh luôn em. Con này mà anh em chạy giỏ thì thôi khỏi chơi luôn nha. Quá mới luôn con này phải nói. Đỉnh luôn. Đó, nè từng chi tiết luôn nè. Coi dầu đồ nữa không? Mới tinh luôn. Bảy màu hết. Đó, quay cận cảnh cho anh em cận từng chi tiết luôn nè. Rồi đó. Đó, anh em nào mà mua thì liên hệ
0913948726 và 0972547272 nha. Anh em nào muốn đến trực tiếp để kéo cái ga máy này thì tới cửa hàng nha, địa chỉ là 27 Hùng Dương, thị trấn Gia Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Anh em nào muốn em quay máy gì thì bình luận dưới phần cho em biết nha anh em. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả anh em luôn nha. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha.